Kem chống nắng này nó có độ pH là 50 cộng, 50 cộng là tương đương với 500 phút, 8 tiếng hơn PA 3 cộng. Cái này thì nó chống được 12 tiếng, tức là nó chống hai cái tia UVA và tia UVB. Thì tức là các bạn ngồi trong nhà cũng có tia UV nha, trời mưa cũng có. À, nói chung ban ngày là lúc nào cũng có cái tia UV, nó sẽ tác động lên da mặt, nó làm cho da mặt các bạn bị lão hóa. À, thường 20 năm tới 30 năm thì các chị em phụ nữ đều bị nám, tàn nhang, nếp nhăn, đồi mồi là do cái ánh nắng tia UV nó tác động lên da hàng ngày. Nhiều bạn thì cứ nghĩ là ngồi trong nhà mát thì không sao, nhưng mà sự thật ngồi trong nhà cũng bị luôn. Giống như mình đeo cái đồng hồ này, lấy ra là cái vùng mà không đeo nó sẽ, vùng có đeo nó trắng, còn vùng không đeo nó bị đen, bởi vì cái tia UV nó tác động vào cái vùng mà không đeo mạnh hơn. Thì thường là sau 8 giờ sáng người ta sẽ thoa một lớp kem chống nắng loại tốt cao cấp để chống tia UV nguyên ngày, thì cái quá trình lão hóa da nó sẽ chậm đi, thì da tình trạng nám tàn nhang nó sẽ giảm đi, tức là nó được ngăn ngừa. Các bạn nên xài kem chống nắng rất là tốt. Cái kem chống nắng thì các bạn nên mua cái loại đúng chủng chống nắng, làm sao để chống nắng được đúng như cái quảng cáo nha, bởi vì nếu không thì uổng tiền. Cái kem chống nắng này nó được sản xuất từ nhà máy Elsom bên Hàn Quốc của hãng Skinajet á, thì cái nhà máy này nó là nhà máy chuẩn GMP, tiêu chuẩn là ISO nè, nó trên ghi rõ luôn ISO 22716 nè. Không? Nhà máy Elsom 309 nè, tiêu chuẩn ISO 22716, tức là nhà máy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế, người ta sản xuất ra đúng như vậy thì chống nắng rất hiệu quả. Loại này dùng cũng không vết dính, cái chất kem nó với kem quai cũng cũng tương tự nhau, tức là không vết dính nha. Xài vào là thấy rất dễ chịu và nó không bị trôi khi gặp nước mồ hôi nha các bạn. Dùng dưỡng da mặt body bình thường hết. Cái này để chống nắng. Thì nếu mà chống được nắng thì nó cũng làm da các bạn trắng lên nha. Các bạn nên xài loại này.